Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm của xe điện, xe 3 bánh, xe 4 bánh, dùng xăng và dùng điện. Kênh video của chúng tôi thì có hiện tại là duy nhất một số điện thoại 0983 818 955 để đặt hàng. Hiện nay thì hiện nay đã có một số các cái kênh khác ăn theo và nhái theo kênh cùng tên của chúng tôi. Thì chúng tôi xin nhấn mạnh lại là kênh video thì có thể nhái được, nhưng mà số điện thoại của chúng tôi luôn luôn là không thay đổi, lúc nào cũng là số 0983 818 955. Và các bạn mua hàng hay là đặt hàng thì lưu ý cái số điện thoại này luôn luôn có trên bất kể một cái video nào. Video hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn cái bộ V-Size chạy xích. V-Size chạy xích, cái xích này là xích của xe máy các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng tôi có một loại nhông khác to hơn, đó là nhông 530, và trên thị trường nó còn có cả nhông 630 nữa. Nó là mình gọi là xích công nghiệp. Thì các bạn nếu thay xích 530 hay xích 630 thì các bạn bảo mình thì mình sẽ thay cái nhông này vào. Bên mình có cả nhông to dành cho cái bộ V-Size xích này nữa, để các bạn lưu ý. Thì cái bộ V-Size xích này thì được sử dụng vào rất nhiều việc. Nguyên lý hoạt động của bộ V-Size đó là truyền lực ra hai bánh xe cùng đồng thời, nhưng có thể cho ra tốc độ khác nhau. Đấy chính là nguyên lý của bộ V-Size xích. Có nghĩa là nó có thể chuyển động từ cái nhông này ra hai cái trục hai bên bánh với tốc độ khác nhau, hoặc cùng tốc độ hoặc khác tốc độ. Nói chung là có thể thay đổi về tốc độ, có thể ngược chiều nhau cũng được. Ứng dụng của cái bộ V-Size xích này thì được làm rất nhiều việc, như là làm xe 3 bánh, xe 4 bánh, dùng trong những cái xe như của xe thương binh hoặc là xe máy. Xe máy thì bình thường như các bạn kéo một bánh thì lực nó không được đều, và xe nó đi có xu hướng là sẽ nhao sang một bên một chút thôi. Nhưng mà với bộ V-Size xích này thì nó sẽ hoàn toàn làm cho các bạn khắc phục được những cái nhược điểm đấy. Với một bộ V-Size xích này thì nó đã có ổ đỡ vòng bi sẵn rồi. Đây là một bộ V-Size xích. Nó đã có ổ đỡ hai bên rồi. Các bạn về chỉ đỡ đấy cái vòng này là có thể sử dụng được. Trục trong này nó là sử dụng trục 6 răng, trục lắp 6 răng bình thường. Các bạn có thể mua ở bên chúng tôi cung cấp thì đều có. Hiện tại chúng tôi có một loại mặc định là 30 cm. Thì các bạn làm dài hơn thì các bạn lưu ý mua thêm, thì mình sẽ có đều cung cấp cả. Với cái loại này thì nó có cái nhông, có hai loại nhông khác nhau. Đó là số răng 38 răng, như cái này là 41 răng này, và nó còn một loại nữa là loại 38 răng. Thì các bạn khi đặt hàng lưu ý cái số răng này. Cái bộ nhông này thì nó rất hay cái là sau khi mà chúng ta lắp lên cầu rồi ấy, chúng ta thay thế thì không cần phải tháo toàn bộ cái nhông này ra. Mà các bạn để ý ở trên một cái bộ nhông này, nó có tách ra làm đôi. Đây cái mối tách đây này. Đấy, khi các bạn thay thế này, các bạn chỉ cần nhấc ra cái là mỗi lửa một bên, rất là nhàn. Nên là khi mà thay nhông, thay xích, thay nhông thì không cần phải tháo rời cái bộ cầu này ra. Đấy, rất là tiện ích. Và toàn bộ những cái đồ thay thế như thế này thì bên chúng tôi đều cung cấp. Ví dụ nhông mòn, nhông hết thì các bạn có thể mua để thay thế. Vòng bi này thì trên thị trường có sẵn rồi, ít khi hỏng vòng bi này. Vòng bi này nó sử dụng vòng bi rất là to. Vòng bi này là vòng bi 6008, cho nên là rất là to, kéo tải đến 1 tấn không vấn đề gì hết. Đấy. Các bạn có nhu cầu sử dụng đến cái bộ V-Size xích như vậy thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0983 818 955, hoặc các bạn có thể comment ngay ở dưới video. Một bộ nhông xích như thế này, cũng V-Size xích như thế này thì rất là rẻ thôi, giá chỉ có 500.000 một bộ. Đấy. Để các bạn lấy số lượng lớn hay về làm dịch vụ thì có thể giảm cho một chút nữa, với giá bán lẻ là giá 500.000 một bộ. Đấy. 500.000 là đầy đủ nhông xích, đầy đủ V-Size ở trong hết rồi. Đấy, rất là ngon. Đây,
về là dùng vừa với bước xích xe máy thôi các bạn nhé. Mọi cái chi tiết đặt hàng các bạn cứ liên hệ theo số điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.